chào quý vị và các bạn. Một tuần nữa lại trôi qua và chúng tôi rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình truyền hình thời đại số của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, rạp phim vẫn được xem là nơi để giải trí, thư giãn với không gian rất là đẹp mắt, văn minh và với những bộ phim luôn luôn được đông đảo công chúng chờ đón ngày trình chiếu. Cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ được áp dụng vào điện ảnh, thì giờ đây khi đến với rạp chiếu phim, các bạn có thể được khám phá, được trải nghiệm những bộ phim mà mình yêu thích bằng tất cả các giác quan. Vậy công nghệ gì đã làm nên điều đặc biệt này? Vâng, và câu trả lời chính là công nghệ phim đa chiều. Và đây cũng là nội dung sẽ xuyên suốt chương trình truyền hình thời đại số ngày hôm nay. Các khái niệm 2D, 3D, 4D, rồi 5D, 6D đang trở nên quen thuộc với đông đảo người yêu điện ảnh. Sự nâng dần trong con số thể hiện công nghệ ngày một cao hơn. Bản chất chữ D trong 2D được hiểu là dimension, có nghĩa đen là không gian kích thước, là dạng phim mang lại cho người xem cảm nhận hình ảnh trong không gian hai chiều X và chiều Y. Với phim 3D, người xem cần sử dụng kính chuyên biệt. Não người khi đó sẽ cảm nhận thêm một chiều nữa của hình ảnh, tạm gọi là chiều Z. Tiếp đến với 4D, chiếc ghế ngồi đã không còn giữ cứng như trong các rạp phim thông thường nữa, mà giờ có thể chuyển động theo tiết tấu của phim. Đồng thời đã được bổ sung thêm một số hiệu ứng cơ bản như gió, chớp, bong bóng để tăng cảm nhận của người xem. Rạp phim từ 4D đã được thiết kế khác, nhỏ hơn và ghế ít hơn, và nhiều thiết bị phụ trợ cho phần tạo cảm xúc. Chữ D từ đây cũng được hiểu rộng ra nghĩa bóng, chứ không chỉ là nghĩa đen về không gian và kích thước. Tiếp đến là công nghệ phim 5D với hiệu ứng mùi hương được bổ sung bên cạnh 10 hiệu ứng khác. Và 6D là công nghệ phim đa chiều đang phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại, với ưu điểm nổi trội là màn hình cong có thể tùy biến 120, 160 hoặc 180 độ, mang lại cảm nhận chân thực hơn, và tối đa có tới 25 hiệu ứng khác nhau. Với những thông tin vừa rồi thì có lẽ là quý vị và các bạn cũng đã một phần nào hiểu được về công nghệ phim đa chiều này. Và rất may mắn là ở Việt Nam hiện nay thì tại những trung tâm thương mại lớn như là Royal City, Tham City hay là Vincom Central Hạ Long đều đã đưa công nghệ đặc biệt này vào các rạp chiếu phim của mình. Và ngày hôm nay thì Thảo đang có mặt tại Royal City. Và tất nhiên rồi, ngay bây giờ thì quý vị các bạn sẽ được cùng Thảo mục sở thị phòng chiếu phim đặc biệt này. Thân mến, đến giờ thì Bích Thảo cũng đã hiểu được một chút về khái niệm xem phim bằng mọi giác quan rồi. Và ngày hôm nay đang ngồi bên cạnh Bích Thảo đây là anh Nguyễn Quang Doanh, giám đốc của hệ thống rạp phim 6D tại Hà Nội. Và anh Doanh cũng sẽ chính là người cùng với Bích Thảo để chia sẻ cụ thể hơn, chính xác hơn về những thông tin công nghệ phim 6D tới quý vị và các bạn. Trước tiên thì xin được cảm ơn anh Doanh đã dành thời gian cho chương trình ạ. Anh Doanh có thể giới thiệu sơ bộ cho Thảo biết về phòng chiếu 6D này được không ạ? Và so với các loại phòng chiếu thông thường thì nó có điểm gì khác biệt và nổi trội ạ? Thì phim 6D ở đây nó là phim cảm giác mạnh, là phim đa chiều. Khi chúng ta xem phim cảm giác phim 6D thì là khán giả được trải nghiệm tất cả những hình thức nhất của nội dung phim nó đưa ra. Ví dụ như xem phim 6D thì nó có những cái hiệu ứng như là chuyển động đấy, và các hiệu ứng như là khói, bong bóng, tuyết, mưa, gió, sấm sét và tất cả những cái hiệu ứng nào mà ở trong phim. Đấy, khi xem phim 6D là chúng ta xem bằng tất cả các giác quan. Đấy, ví dụ như là hình ảnh đập vào mắt, âm thanh hay là gió, mưa và tất cả các giác quan này. Và lượng khán giả đến đây xem phim hàng ngày thì như thế nào ạ? Số lượng khán giả hàng ngày thì nó tùy thuộc vào các thời điểm, ví dụ như là thời điểm vào mùa hè thì gần như là khán giả đến xem là phải xếp hàng và đặt lịch trước. Vừa rồi Thảo đã được trải nghiệm nhanh một chút về công nghệ phim 6D này và thật sự là đã có những cái cảm giác rất là thật, từ rung động rồi là quật vào chân hay là phun tuyết, phun nước. Vậy thì anh Doanh có thể giải thích cho Thảo là vì sao chúng ta lại làm được cái điều đó?
những cái công nghệ về phim 6D này đã được tự động hóa qua các phần mềm máy tính. Đấy thì được các nhà sáng chế, nhà lập trình đã lập trình về công nghệ máy tính để điều khiển tất cả những cái hệ thống, các thiết bị đặt gắn trong phòng chiếu 6D. Là cái cao cấp nhất là của cái công nghệ hình ảnh 3D và những hình ảnh điều khiển hiệu ứng. Thì những cái công nghệ này thì được các chuyên gia nước ngoài. Anh có thể chia sẻ một chút là anh đã phải mất thời gian bao nhiêu lâu để có thể thiết lập nên phòng chiếu phim này, và trong quá trình đó thì các anh đã gặp phải những khó khăn như thế nào? Thế thì thời gian lắp đặt đây thì triển khai trong vòng không quá một tháng là mình triển khai xong. Những cái khó khăn nhất về cái mình đầu tư về cái công nghệ phim 6D này thì là khó nhất là tìm hiểu nhà cung cấp, tìm kiếm nhà cung cấp phim 6D cho mình và uy tín và chất lượng. Vì ở Việt Nam mình không có, cho nên phải có nước ngoài. Cho nên mình khó khăn lắm thì mình tìm được đơn vị cung cấp đại diện ở Việt Nam là công ty IDTC, còn là đại diện cho cái công nghệ này ở Việt Nam. Anh Giang này, bây giờ thì Bích Thảo đang rất là muốn anh sẽ giúp cho Thảo có thể được trải nghiệm, được khám phá rõ hơn về cái phòng chiếu phim 6D này, có được không ạ? Ok, mình rất sẵn lòng. Đầu tiên mình giới thiệu với Bích Thảo về cái hệ thống chuyển động của phim 6D. Hệ thống chuyển động phim 6D nó đặt trên hệ thống điều khiển bằng sinh anh thủy lực. Nó có các chuyển động lên, xuống, lật ngang, lật trái, đấy, và chuyển động xoay. Có cả xoay ạ. Xoay và nhào lộn. Đấy, mời Bích Thảo chuyển động luôn. Đây là đang lên, lên dốc này, xe lên dốc này. Đấy, rồi xuống dốc này. Đấy, lại lên, lại lật ngang, lật trái, lại xoay. Đấy, nó không thể xoay được. Và đây là mình đang thử rất là nhẹ nhàng, bởi vì Bích Thảo ngồi như này cũng cảm giác rất là sợ. Đấy, lát nữa khi vào phim thì nó mới chạy theo các cảm giác nhìn thấy thực của phim. Lát nữa bạn mới sợ, còn đây là chúng ta mới đang thử để cho Thảo cảm nhận được thôi. Tuy nhiên khán giả và Thảo lưu ý trong quá trình xem phim 6D thì bạn phải bám thật chắc, bởi vì những pha cảm giác đấy rơi rất là mạnh. Về các hiệu ứng của phim 6D thì Thảo có thể nhìn vào đây. Thứ nhất là cái hiệu ứng là phun khí ở gáy này. Hệ thống phun mưa và phun sương vào mặt. Đấy, Thảo nhìn thấy đây. Nó ra được bố trí ở đây ạ. Vừa nãy em cũng thắc mắc và không hiểu là nó phun từ đâu ra. Hệ thống mưa, hệ thống tạo gió, hệ thống tạo tiết nữa. Và rất là nhiều hiệu ứng của dấu kín ở trong, như là ví dụ như là hệ thống quay chân. Đúng rồi ạ, vừa nãy cái dưới chân này làm cho em sợ. Và những hệ thống rung ở mông và ở lưng, và hệ thống tạo mùi thì nó cũng dấu kín ở rất nhiều nơi trong phòng. Đấy, hệ thống rung, hệ thống sấm chớp nữa. Và thêm nữa là hiệu ứng bong bóng, ví dụ như chúng ta trải nghiệm dưới đáy đại dương, những bong bóng như con cá nó nổi lên thì cảm giác nó rất là sống động, như là mình đang dưới đáy đại dương. Như kiểu là cổ tích ấy, đúng không ạ? Ngoài ra có hệ thống tạo khói, như là mình vào trong những căn nhà ma hay là những cảnh chiến tranh bắn nhau, bom đạn thì nó rất là sinh động. Về mặt hình đây, Bích Thảo nhìn rất rõ mà rất là cong, và cong đây nó được tạo ra hệ thống cung cong cũng nhìn xung quanh. Đấy. Thì về cái công nghệ màn hình cong đây nó khác hoàn toàn với những cái công nghệ cong khác như cái TV cong. Thì màn hình cong đây là nó được uốn theo mọi cái chiều bán kính cong mà mình cần thiết. Với những cái công nghệ mà khiến cho chúng ta có cảm giác thật đến nỗi như thế thì có lẽ ai mà như là bị yếu tim thì có khi là không thể nào đủ gọi là gan dạ để theo dõi hết bộ phim mất, đúng không anh? Đã có bao giờ có trường hợp như thế chưa ạ? Đúng rồi, cái phim 6D nó là phim cảm giác mạnh. Nên khuyến cáo của phim 6D là không dành cho phụ nữ có thai, bởi vì khi họ xem phim 6D là cảm giác rất là chóng mặt và ghế nó chuyển động, nó ảnh hưởng đến cơ thể, và trẻ em nhỏ dưới 3 tuổi là không nên xem, bởi vì nó trẻ nhỏ vẫn chưa có thể bám chắc được vào. Đấy, thì cho nên là khuyến cáo dành cho người yếu tim mạch nữa, vì cảm giác rất là mạnh và sợ hãi thì những người bị bệnh thì nhiều khi họ không làm chủ được mình, nên là khuyến cáo cho đối tượng trẻ em. Tóm lại là những ai có sức khỏe thật là tốt thì mới nên trải nghiệm với công nghệ phim này, đúng không ạ? Đúng rồi. Khán giả của rạp phim đa chiều thuộc đủ mọi lứa tuổi, song những người trẻ vẫn chiếm số đông.
ban ngày, buổi tối, các suất chiếu luôn thu hút đối tượng khán giả này. Với màn hình cong hiện đại, khán giả không chỉ được thưởng thức những hình ảnh nổi không gian ba chiều mà còn được cùng chuyển động, bay theo động tác của nhân vật trong phim hay cảm nhận các hiệu ứng bất ngờ, tuyết, mưa, lửa, chớp. Ra cảm giác của em bây giờ chân tay em đang run hết rồi. Cảm giác nó cũng khá là chân thật ạ. Và nói chung là em đã vừa trải qua một cuộc mạo hiểm và mình đã cùng em là đã đồng hành trải qua một cuộc mạo hiểm cũng khá là kịch tính và bất ngờ. Em thì sao, em thấy thế nào? Em thấy rất là sợ, bây giờ em vẫn còn sợ ạ. Em thích nhất cái hiệu ứng nào hoặc là em thấy là diễn tập ở đây thế nào? Thật là khi có những con vật ấy ạ, thì nó chuẩn bị kiểu như ăn thịt mình thì nó gần sát mình, thấy sợ lắm ạ. Hiện nguồn phim cho rạp 6D lên tới hơn 120 phim ở các thể loại mạo hiểm, khám phá. Mỗi phim kéo dài chừng 6 đến 12 phút, song đều mang lại cho khán giả những trải nghiệm khó quên. Tuy sợ, tuy run, nhưng vẫn luôn thường trực mong muốn quay trở lại. Và nếu mà có điều kiện nữa thì em chắc chắn sẽ quay lại xem một lần nữa. Thế cảm giác sợ cô kiến mình lần sau thì sẽ không quay lại đâu. Sao ạ, em vẫn muốn khám phá lần nữa ạ. Tạm chia tay với phòng chiếu phim 6D, chắc hẳn là quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng việc thiết lập một phòng chiếu như vậy có thật sự tốn kém không? Và liệu nhân lực của Việt Nam đóng góp bao nhiêu phần trăm trong quá trình thực hiện nó? Hay là chúng ta nhập toàn bộ từ nước ngoài? Những câu hỏi này sẽ được hồi đáp ngay sau đây với phần chia sẻ của chuyên gia công nghệ đến từ công ty IRTC. Quý vị và các bạn thân mến, ngồi bên cạnh Bích Thảo bây giờ là anh Vũ Quang Hải, giám đốc công ty IRTC, chuyên cung cấp giải pháp và lắp đặt hệ thống rạp phim đa chiều tại Việt Nam. Anh Hải này, vậy đối tượng nào đang là khách hàng tiềm năng của công nghệ này thưa anh? Đối với 6D thì là với các rạp phim cỡ trung bình, tức là với các chủ là các doanh nghiệp tư nhân hoặc là những cái khu vui chơi nhỏ. Đấy, thế còn 6D và 7D. 7D thì tương đối mới hơn, 7D thì hiện nay cũng đang phổ biến mạnh ở Mỹ. Thế còn ở trong Việt Nam thì cũng mới đang phát triển, Việt Nam thì bao giờ đi sau các nước kia. Anh Hải này được biết là hiện nay ở Việt Nam thì cũng đã có rất là nhiều công ty doanh nghiệp sử dụng cái công nghệ chiếu phim đa chiều này. Vậy thì cái khả năng thu hồi vốn ở đó thì như thế nào thưa anh? Tất cả các hệ thống mà từ 6D trở lên thì cái khả năng, vì nó là công nghệ mới nên cái khả năng thu hồi vốn rất là cao. Thế thì mình khuyến nghị là các nhà đầu tư là nên đầu tư ở các khu vui chơi và ở những trung tâm thương mại. Đấy, hoặc là những cái khu vui mua sắm, các khu giải trí. Thì riêng như ở, mình lấy ví dụ như riêng chỗ Royal City hoặc Time City vừa rồi, thì Time City là lắp ngày 25 tháng 12 tức là Noel của dương lịch năm ngoái. Thì chỉ trong vòng khoảng độ 30 ngày, hơn 30 ngày thì đã thu hồi vốn. Thì riêng trong ngày mùng 1 Tết dương lịch thì là bên ở đấy đã thu được cỡ khoảng hơn 100 triệu. Và hệ thống đấy là hoạt động liên tục 10 phút một lần và hệ thống không ngừng nghỉ luôn. Còn về cái nguồn phim mà chúng ta đang sử dụng để trình chiếu theo công nghệ phim đa chiều này hiện nay như thế nào? Nguồn phim hiện nay trên của 6D thì trên thế giới hiện nay thì có của Anh, của Hàn Quốc và của Trung Quốc. Thế thì phần lớn các phim mà 6D hiện nay thì từ Trung Quốc nhiều. Thì Trung Quốc là cũng là công xưởng thế giới. Thì còn các nguồn phim mà chất lượng cao, tức là yêu cầu công nghệ cao hơn như là công nghệ 7D thì hiện nay có Trung Quốc và Mỹ. Còn công nghệ 8D thì hiện nay là chỉ có duy nhất là cái nguồn phim là từ Anh. Tại Việt Nam, rạp phim đa chiều loại này đã xuất hiện trong hệ thống trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup như Royal City, Time City, Vincom Center Hạ Long, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc. Và không chỉ được đặt ở các không gian mặt đất, rạp phim hiện đại này có thể được đặt trên một chiếc ô tô tải với thiết kế không gian tương tự hoặc trong thùng container được đặt trên bãi biển. Bên cạnh công nghệ 6D đang khá phổ biến, công ty của Việt Nam hiện đã có thể cung cấp và thiết lập rạp phim 7D, cho phép người dùng trực tiếp tương tác lại nhân vật và tình huống trong phim. Đến nay, công nghệ phim đa chiều mới nhất 8D với màn hình cong 360 độ, 8 máy chiếu hiện đại chỉ được đưa vào kinh doanh tại Anh Quốc. Nguồn phim thậm chí mới chỉ có 3 đầu phim và giá thuê cho một năm của một phim lên tới 300 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty IRTC của Việt Nam cũng đang được test thử nghiệm hệ thống cao cấp này
và chuẩn bị đưa ra thị trường. Với chương đó, Việt Nam đang là một trong số ít quốc gia đầu tiên tiếp cận được đến công nghệ phim 8D. Hệ thống hiện đại không chỉ trong điện ảnh mà còn đang được chuẩn hóa dần trong các mô hình thực tại ảo dùng trong đào tạo quân sự. Đến đây, chương trình truyền hình thời đại số tuần này cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua. Và cũng rất mong là quý vị và các bạn sẽ tiếp tục gửi những ý kiến đóng góp về cho chương trình thông qua địa chỉ email truyền hình thời đại số a.vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.